Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 6 tháng 9 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em lại về cập bến ngập nhà cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và giá thì rất là nhiều những cái loại lan mà cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị nhé, mà rẻ chưa bao giờ từng có từ trước đến nay luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên ạ thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hôm nay em về cái lô đùi gà tròn ạ. Hàng thân lá căng mướt và cũng đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Đó, những cái thân mà hiện tại là đang vàng và rụng lá này là những cái thân này là xuân tới sẽ là những cái thân cho hoa cô chú anh chị nhé. Còn những cái mầm tơ như thế này này thì nó sẽ là mùa hoa sau cơ cô chú anh chị ạ. Đấy, hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị những cái mùa hoa rất là tuyệt vời của dòng lan đùi gà tròn. Em bán gà tròn hôm nay chỉ với giá có 140.000 cho 1 kg thôi. Đó, giá siêu rẻ chưa bao giờ từ trước đến nay có luôn đúng không ạ? Trước nay thì giá của gà tròn không bao giờ dưới 180.000 đâu ạ. Và sang bên này đây là em có dòng kiều vuông cánh trắng cũng vậy này cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị có thể thấy này, hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn, xanh và đẹp như thế này này. Những cái giả hành vừa xinh, cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái giò kiều vuông cánh trắng và kích hoa nở thời tiết rất là Tết rất là tuyệt vời luôn ạ. Giá em bán ở đây chỉ có 190.000 cho 1 kg thôi. Bình thường thì giá của dòng hàng lan này không dưới 250.000 1 kg cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì hôm nay em dòng kiều thì em lại cũng về thêm một cái lô kiều vàng. Những cái chùm hoa to đùng vàng ươm như những chiếc đèn lồng rất là tuyệt vời luôn ạ. Cũng lâu lắm rồi thì em mới về cái lô kiều vàng. Hàng nay về thì không quá dài, không quá ngắn, rất là đẹp luôn ạ. Và cái lô kiều vàng hôm nay xin phép em bán với giá là 180.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng phải nói là rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Cô chú anh chị ngắm cùng em ngắm những cái thân kiều vàng tươi giói và căng mướt như thế này. Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên ạ, cái dòng Sơn Thủy Tiên hàng rừng với những chùm hoa vàng rực rỡ. Hoa cánh sáp dày nhá cô chú anh chị nhá. Và những chùm hoa rất là dày bông đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Sơn Thủy Tiên này em bán với giá là 180.000 trong 1 kg. Đấy, giả hành đều tăm tắp luôn và hàng cũng là những cái rề vừa tầm ghép rất là đẹp ạ. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạc, cây cũng đã rụng hết, bắt đầu là rụng đi vào giai đoạn rụng lá và thân căng mướt luôn cô chú anh chị cùng ngắm cho em này. Đó, hứa hẹn sẽ là cái mùa hoa xuân. Cái dòng này thì hoa rất là sắc nét luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa của dòng hoàng phi hạc này hoa cực sắc nét luôn, khuôn bông đẹp lắm cô chú anh chị nhé. Giá em bán ở đây chỉ có 110.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có hai có dáng hương đuôi chồn. Dáng hương đuôi chồn cây vừa tầm ghép tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị. Cô chú anh chị về ghép trụ hay trồng chậu thì đều rất là hợp lý ạ. Hàng từ cây tầm trung trở lên, nói chung là không có cây khủng nhưng mà cũng không có cây bé quá để cô chú anh chị đủ khỏe. Ghép trụ hay là trồng chậu đều là vừa tầm đẹp nhất. Em bán là 170.000 trong 1 kg. Và dáng hương tam bảo sắc. Đó, cây đẹp mê luôn cô chú anh chị này. Dáng hương tam bảo sắc hàng đẹp mê luôn như thế này. Hàng này thì đảm bảo cô chú anh chị chỉ cần về ghép một đến mùa sang năm thôi là ra tác phẩm tuyệt vời ạ. Với dòng hàng quốc dân mà có lẽ một ai chơi lan không thể thiếu luôn. Tam bảo sắc hôm nay em sẽ để giá rẻ sập sàn cho cô chú anh chị luôn. 140.000 cho 1 kg đi cô chú anh chị. Hàng bao đẹp cho cô chú anh chị nhé. Đó, chuẩn hàng cây giống đẹp để cô chú anh chị về có thể ghép được những giò lan thuần tuyệt vời nhất ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có dáng hương đuôi sắc này cô chú anh chị nhìn cho em. Những cây đuôi sắc quá tuyệt vời đúng không ạ. Thân lá căng mướt và đẹp như này, hàng lá xếp V. Cây cũng từ tầm trung trở lên hàng tuyển chọn đẹp như này với giá chỉ có 120.000 trong 1 kg thôi. Tất cả những hàng này em sẽ bán từ 0,3 kg luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan, đây là cái dòng lan hoàng nhạn. Hàng bắc rừng mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy là đẹp gần như là không lỗi luôn cô chú anh chị này. Hàng chọn lựa rất là kỹ luôn. Và cái dòng hàng hoàng nhạn này thì em xin phép được bán với giá là hoàng nhạn này em bán với giá là 580.000 cho 1 kg. Và với em sẽ bán ngay từ 0,1 kg cô chú anh chị ạ. Với 0,1 kg thì em sẽ bốc thử cô chú anh chị nhé. Bốc thử xem là cô chú anh chị sẽ được một lượng như thế nào. Đây em bốc thử trong cái lô hàng này. Cân này. Đây hiện tại em đang cân một cái lượng
Đây rơi vào bao nhiêu đây? Hơn 0,1 kg một chút xíu cô chú anh chị ạ, nhìn ạ. Thì cô chú anh chị sẽ được đây, còn đây trên đây một quả bút nữa chứ. Đó, gần như là 0,1 kg thôi thì cô chú anh chị nhìn thấy đây, mình có được bao nhiêu cây lan đẹp đấy ạ. Bao nhiêu cây hoàng nhạn rất là đẹp như thế này đấy ạ. 2 này, 3 4 5 6 7 8 cây. Đó, được 8 cây hoàng nhạn mà giá chưa đến tầm 60.000 thôi, chỗ này thì hơn một lạng một chút xíu thì chắc tầm 60.000 thôi. Mỗi một cây chưa đến 10.000 là những cây hoàng nhạn rừng hàng khỏe và đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Và bên này đây, dáng hương đuôi cáo thì em có bán cả hàng cân luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, cây vừa tầm ghép rất là xinh luôn, hàng này cô chú anh chị vào chậu thì quá tuyệt ạ. Em bán là 170.000 trong 1 kg. Đấy, bán từ 0,5 kg cô chú anh chị nhá, không chọn lựa, em bốc xô luôn bởi vì hàng này em đã chọn rất là kỹ rồi. Đó, cây to nhỏ lẫn lộn nhau ạ. Và bên này đây thì bạn em có 3 lô hải yến rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Lô này em gọi là lô số 1 nhá, lô hải yến số 1 ạ, 40.000 cô chú anh chị, là một cái giò quá tuyệt vời cho ai yêu thích cái màu hoa đẹp màu tím mộng mơ đẹp quyến rũ vô cùng luôn đấy ạ. Phần số 2 là một cây to với cả hai cây nhỏ, làm cái chậu quá xinh đúng không ạ. Phần số 2 này em bán 40.000 ạ. Và phần số 3 thì rất nhiều cây luôn này. Đó, phần số 3 này rất nhiều cây, em cũng bán 40.000 đấy. Tùy cô chú anh chị mua phần nào thì cứ báo em. Sau bên này thì em có 2 cái lô Huệ Tâm, hay còn có tên là Thạch Hộc Duyên Dáng, 2 ôm to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Đó, và cái lô số 1 này còn có kèm theo cả một cây hồ điệp ấn, cái cần hoa vừa rồi dài rất là dài và sai bông luôn. Em bán mỗi một lô như vậy với giá là 50.000 cho một lô Hoàng Thảo Huệ Tâm nhé cô chú anh chị nhé. Đạo cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông quá là xinh đẹp của dòng Hoàng Thảo Huệ Tâm này. Thân bé nhỏ thôi nhưng mà khi mà sổ hoa nó đẹp tuyệt vời như này này. Đó, như bông hoa tím hồng và cái họng vàng rất là đẹp luôn như thế này nhá. Đây ạ, những tác phẩm Huệ Tâm này. Đẹp rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Nói chung là cô chú anh chị về là hơi có phần khó ghép một chút. Nhưng mà khi mà cô chú anh chị trồng được rồi á, đến khi nó nở hoa sẽ cho cô chú anh chị cảm thấy là mình thực sự rất là xứng đáng. Cảm thấy là cái công mình bỏ ra nó rất là xứng đáng luôn đấy cô chú anh chị. 50.000 cho một cái lô Hoàng Thảo Huệ Tâm là một ôm như thế này luôn cô chú anh chị ạ. Trước đây một nhánh người ta bán đến 10.000, bây giờ cả một ôm như thế này giá có 50.000. Và sau bên này đây thì em có cái dòng lan, đó là cái dòng hài. Đây là cái dòng lan hài dâu xanh nhé, một cái dòng lan mà với những chùm hoa dài và với những hình dáng những chiếc hài màu có những cái chòm dâu xoăn tít rủ hai bên rất là đẹp luôn ạ. Em bán 90.000 cho một cái chậu dòng lan hài dâu xanh này. Tiếp sang bên này đây cũng là dòng lan hài, thì em có thêm cái dòng lan hài Helen cô chú anh chị ạ. Helen mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng với những cái bông hoa vàng rộm rất là xinh đẹp như thế này cô chú anh chị. Khi mà mới nở có phần hơi xanh, đến khi mà nở được vài hôm thì nó chuyển sang màu vàng sáng rất là tuyệt vời như này. Bông hoa hài Helen rất là xinh đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Một dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ, mà được những ai chơi lan gần như là không thể thiếu trong sân vườn. Ở đây thì hiện tại em đang có một số chậu Helen để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm sở hữu những bông Helen xinh đẹp, dễ thuần dễ chăm mà cũng rất là sai bông ạ. Chậu này thì em gọi là cái chậu số 39 nhé cô chú anh chị. Chậu 39 đây đang có một cái bông hài Helen đang nụ đấy ạ. Bán chậu này 150.000, cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường thoải mái ạ. Tất cả những chậu mà nhiều thân như này chắc chắn là người ta không bán dưới 200.000 đâu ạ. 40, chậu này thì to và rất là đẹp luôn. Chậu này em bán 150.000 thôi. Và chậu này cũng đang có mèo nụ rồi. Thôi em bán là 160.000 nhá. Bởi vì là cái chậu này so với cái chậu bên này thì nó có nhiều hơn rất là nhiều mà cũng đang có mèo nụ đấy ạ. Và chậu tiếp theo là chậu số 41 ạ, 150.000 này. 42 cũng với giá là 150.000 nhá, chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây là những cây lan thẻ bài cô chú anh chị ạ. Một cái cây mà người ta còn có thể coi như là cô chú anh chị về có thể để trong nhà. Người ta ví như là một cái lá phổi xanh trong gia đình, trong nhà ấy cô chú anh chị, có thể lọc không khí rất là tốt luôn. Một cái cây thẻ bài như thế này này. Em bán một cây thẻ bài hiện tại đang có hoa như này nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn mà cái hoa này thì nó rất là bền cô chú anh chị ạ. Hình như là đâu rồi sau này nó còn ra hoa phân nhánh ở những cái hoa này rất là nhiều nữa. Đấy thì một cây thẻ bài rất là độc đáo và rất là đẹp như này. Em bán hiện tại với giá là 70.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị. Khỏe và rất là dễ sống, dễ chăm luôn. Đấy, hiện tại thì bên Việt Nam mình cũng đang bắt đầu thuần những cái cây thẻ bài này rất là nhiều rồi đấy ạ. Ví như là cái lá phổi xanh đó. Rất là tuyệt vời, lọc không khí rất là tốt. Và tiếp sang bên này đây cũng là một cái loại lan mà có khả năng lọc không khí tốt. Đó là cái cây... để trồng trong nhà, cây địa lan quân tử chắc chắn là cô chú anh chị không lạ gì luôn rồi. Rất là nhiều nhà người ta để cây lan quân tử này trong phòng khách bàn làm việc đúng không ạ. Cây có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại, cũng như loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn. Một cái cây quân tử nó to và đẹp như này này, giá em bán là 75.000 cho một cái chậu là lan quân tử này cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây ạ, là một cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc đẹp một cách xuất sắc luôn này cô chú anh chị.
Cây chuối ngọc hiện tại thì có những cây đã bắt đầu nhìn thấy mắt nụ sưng rồi nhá cô chú anh chị. Hàng này thì em nghĩ rằng là những nơi ấm áp về cô chú anh chị 1-2 tháng nữa thôi là chồi hẳn nụ ra rồi ạ. 1-2 tháng nữa thôi chồi hẳn nụ ra rồi. Thì một cái chậu rất là sum suê, dòng thân căng mướt và thắt đốt rất là tuyệt vời như này. Em bán vâng, em bán với giá là 170.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Hiếm khi mà có những cái chậu chuỗi ngọc nó đẹp như này này. Chắc chắn là một cái giò lan như thế này sau này nó nở hoa ấy, nó quá tuyệt vời, giá sẽ không bao giờ dưới 200.000 cô chú anh chị nhá. Em khẳng định luôn một điều, khi mà cây này mà nó nở hoa hoặc là đang chuẩn bị nụ đẹp ấy, không dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. Hàng quá là tuyệt vời, chậu nhiều thân, giả hành rất là mướt và rất là đẹp như này. 170.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng hoàng thảo vôi ạ, rất là khỏe và rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Hàng cây bây giờ cũng đã đi vào giai đoạn thu ngọn rồi, vôi thì nó độ thơm chỉ đứng sau chầm thôi ạ. Một cái bảng hoàng thảo vôi như vậy em bán là 140.000 ạ, đảm bảo là khi mà cây này nở hoa thì thơm nhức mũi luôn nhé cô chú anh chị. Với giò lan trồng bằng cái giá thể là bảng gỗ nhé, rất là ổn định như thế này về cô chú anh chị chỉ việc treo và chờ hoa xuân thôi. Vôi thì nổi tiếng cực kỳ là thơm rồi. Sang bên này là những cái bông phi điệp tím mà mặt hoa rất là đẹp, được nhà vườn người ta giữ giống. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là giả hạc, giả hạc Hòa Bình nhá, hàng ươm ki này cô chú anh chị này, toàn bộ đều là ươm ki nhá. Thì những cái chậu mà hoa nó phải là những cái bông đẹp thì nhà vườn người ta mới nhân giống cô chú anh chị ạ. Chậu giả hạc Hòa Bình này em bán từ 4 thân trở lên chỉ có 70.000 thôi. Đặc biệt là những cái chậu giả hạc Di Linh Xuân siêu rẻ luôn nhé cô chú anh chị. Một cái giò giả hạc Di Linh Xuân này rơi từ 4 thân trở lên, cực kỳ là sum suê. Chắc chắn là hoa của nó không làm cô chú anh chị thất vọng, bởi vì những cái cây này thì nó đều là hàng ươm ki cô chú anh chị ạ. Là những mặt bông rất là đẹp, sẽ nở hoa Tết, hoa xuân. Đấy, một chậu như vậy giá bèo bọt thôi ạ, 80.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Bên này đây là phi điệp tím, và cũng là cái dòng phi điệp tím hàng rừng ạ. Một cái chậu như thế này, đó, chắc chắn khi nở hoa cô chú anh chị ngắm đã mắt ạ, 70.000 cho một giò thôi. Hiện tại thì phi điệp tím rừng này giá của nó đã rất là xuống. Tuy nhiên cái vẻ đẹp của điệp tím thì chắc chắn một điều rằng là nó không bao giờ mất đi cô chú anh chị ạ, vẻ đẹp của điệp tím ấy. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố, cô chú anh chị nhìn cho em. Những cái thân chậu thân căng mướt nó tuyệt vời như thế này này. Hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá, chứ không phải là hạc hoa của nó thì so với hạc vĩ rừng thì nó phải nói là nó quá là đẹp luôn. Trước đây 1-2 năm trước đây em được bán mỗi một thân thiên cung lữ bố này hơn 100.000 của chú anh chị ạ. Thì hiện tại ạ, hiện tại một cái chậu thiên cung lữ bố em đấy đếm sơ sơ là hơn chục thân một giò nhé cô chú anh chị nhá. Thân lá căng mướt như thế này cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống lá để cho hoa rồi. Giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị nhìn cho em, thân quá là cứng cáp và khỏe đẹp luôn. Sau bên này đây sẽ là giả hạc hoa hồng đỏ. Đấy, những cái chậu thiên cung lữ bố mà thậm chí nó còn rẻ hơn cả hàng rừng nữa cô chú anh chị ạ. Những cái chậu lan đẹp như thế này mình không chơi thì chơi gì đúng không ạ? Giả hạc hoa hồng đỏ, một cái dòng lan mà vừa thơm và vừa đẹp cô chú anh chị ạ. Đây này, mặt bông của dòng giả hạc hoa hồng đỏ, cây bé nhỏ nhưng mà hoa thì rất là to và thơm cô chú anh chị nhé. Một cái chậu giả hạc hoa hồng đỏ như vậy cũng hơn chục thân cho một giò, 120.000 cho một chậu giả hạc hoa hồng đỏ này. Và bên này đây sẽ là những cái cây dendro rất là xinh đẹp luôn ạ. Hoa đủ màu sắc luôn, có những cái bông hoa tím đậm, có những cái bông hoa phớt tím nhạt, rất là xinh đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Đây này, mà nó nở hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu như thế này về cô chú anh chị vừa trồng chăm sóc, vừa đợi nó nở hoa để ngắm hoa quanh năm. Đấy, chậu nhiều thân như thế này và em bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 25.000 cho một chậu thôi nhé cô chú anh chị nhé. Đây, 25.000 cho một cái chậu dendro zaza rất là xinh đẹp, nở hoa quanh năm như thế này. Bên này đây là những cây lan hồ điệp ạ, rẻ chưa bao giờ từng rẻ đến vậy luôn. 30.000 cho một cái cây hồ điệp này thôi. Hàng sẽ về cô chú anh chị trồng chăm sóc tốt là những cây này chắc chắn là nó sẽ nở hoa tốt Tết nhé cô chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe luôn ạ, cái bộ rễ phát triển cực khỏe luôn là cô chú anh chị này. 30.000 cho một cây. Đó, 90.000 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay ba cây hồ điệp này. Bên này đây là cái dòng lan trầm rồng đỏ, một cái loại lan mà có lẽ bất cứ một ai chơi lan đến những ngày Tết đến xuân về cũng gần như là không thể thiếu trong sân vườn luôn ạ. Trầm rồng đỏ, trầm rồng đỏ thì chắc chắn là nhiều cô chú anh chị không lạ gì rồi. Đấy, mặt bông của trầm rồng đỏ đây cô chú anh chị này, hoa như là trầm rừng luôn, cánh hoa to nhưng mà to hơn nhé, cánh hoa bầu như trầm rừng nhưng cánh hoa to hơn và môi tuyết rất là đẹp. Thân to đùng và cực sai bông luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, ngoài chậu trầm rồng đỏ như thế này này, trước đây thân hơn 300.000 thì hiện tại một cái chậu trầm rồng đỏ này em gọi là chậu 44 nhé.
Chậu này có đến 4 thân luôn và giá chỉ có 110.000 thôi. Đó, cái thân cao nhất của nó là hiện tại đang dài khoảng tầm 5-60 cm và hai thân ngắn hơn nhé. Một cái chậu lam đẹp như vậy giá có 44.000 thôi. Là chậu tiếp theo 45 ạ. Chậu này thì 100.000 nữa cô chú anh chị nhá, 100.000 ạ. Và chậu 46 này, chậu này 4 thân đều tăm tắp luôn. Thân to cũng rất là to luôn. Lá xếp tăm tắp rất là đẹp như này. Chậu này em bán với giá là 110.000. Chậu tiếp theo 47 cũng vậy, ba thân to như ngón tay cái luôn, mỗi thân to đùng này cô chú anh chị. Tuyệt vời luôn, 110.000 cho giò này. Bên này là một cái chậu 5 cánh trắng hiển oanh nhé cô chú anh chị. Trước đây là mưa làm gió với mỗi một thân hơn gần chục sen cho một chục triệu một thân luôn. Giờ chậu này để cô chú anh chị làm giống 50.000 ạ. Một cái mặt bông mà chắc chắn là trước đây thì để mà sở hữu thì chắc chắn là sẽ rất là khó bởi vì giá nó quá đắt đỏ. Bây giờ hiện tại hàng mặt bông rất đáng sưu tầm thưởng thức như vậy. Cái chậu HO hiển oanh 50.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây, một cái mặt bông mà cũng mà được rất là nhiều người chơi lan ưa thích. Đó là cái dòng thiên nga, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm. Một hai tháng nữa thôi là những cái cây thiên nga này bắt đầu nhú nụ nhá. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ, những cái giả hành của nó bắt đầu hiện tại đã thu hết rồi và đã rất là khỏe khoắn đẹp như thế này rồi. Đó, và cây này là năm thứ 3, thứ 4 hết nhá, cô chú anh chị nhá. Nên là một dạo nữa là sẽ cho những cái bông hoa rất là tuyệt vời. Một cái chậu thiên nga như thế này, em có 4 màu sắc ạ. Và mỗi một chậu em chỉ bán với giá có bao nhiêu? 60.000 cho một giò thôi. Em có 4 màu sắc, đó là màu xanh cốm này. Đó, màu đỏ này cô chú anh chị, rất là rực rỡ luôn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị tưởng tượng là một cái cây thiên nga khi mà nó nở, nó sắc hoa, nó đỏ rực rỡ như thế này, trưng trong cái bàn làm việc hay là phòng khách thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là độc đáo luôn đúng không ạ? Trang nhã, màu đỏ đốm ạ. Và ngoài ra thì còn có thêm màu đen nữa nhé cô chú anh chị nhé. Thì xin nhắc lại giá là 140.000 cho một giò thôi, 140.000 cho một chậu thôi. Hàng em bao chuẩn mặt bông cây giống nhé cô chú anh chị. Giá trên thị trường đây cô chú anh chị cùng ngắm này, lẻ người ta bán đến 170.000 cho một chậu luôn. Đó. Trước em cũng săn cái thiên nga này rất là lâu rồi, tuy nhiên thì cái giá nó đắt, em cũng không dám lấy về. Hiện tại thì một cái lô rẻ như thế này rất là hợp lý luôn để cô chú anh chị mình sưu tầm đấy ạ. Và em cũng xin nói thêm là cái hàng thiên nga ấy, là khi mà cô chú anh chị nhận hàng thì có thể có một cái vài lá vàng nhé cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì cô chú anh chị đừng có bắt đền em, bởi vì những cây thiên nga này thì đến mùa là nó đều rụng lá đây này. Đến mùa đều rụng lá và nó sẽ lên mầm con cũng như lên hoa nhé. Quan trọng là cái giả hành này nó không thối thì cây nó sẽ cho hoa, cũng như là cho lên mầm bình thường nhé. Nên là cô chú anh chị cũng hết sức là lưu ý cho em cái điều đó khi mà cô chú anh chị đặt hàng. Xin nhắc lại 60.000 cho một cái giò thiên nga rất là đẹp ạ. Tiếp sang bên này đây cũng là cái dòng lan vũ nữ ạ. Những cái chậu lan ngọc nữ với cái bông hoa tím hồng rất là xinh đẹp ạ. Xung xuê như thế này, những cái chậu này thì em nghĩ rằng dạo nữa là sẽ cho những cái bông hoa Tết rất là tuyệt vời luôn đây. Cái chậu ngọc nữ này với giá là 160.000 cho một giò nhá. Tiếp sang bên này đây thì rất nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi thì cô chú anh chị mình có thể lựa chọn. Đấy, thì dáng hương đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo trước nhá. Cái đuôi cáo này em có bán hàng cân, cô chú anh chị lấy hàng cân cũng được 170.000 hoặc kỹ hơn cô chú anh chị chọn theo hình này cho em. Đó. Mua theo hình này cho em nhá. Cái hình này em gọi là cái hình số hình này gọi là hình số 1 đây. Hình số 1 này có tổng là 11 cây nhá cô chú anh chị. 100.000 thôi. Đấy thì tùy cô chú anh chị thích mua cái kiểu gì cũng được. Tiếp theo là cái hình số 2, một cây siêu to bự chảng, cực kỳ là VIP luôn, bản lá to vừa rồi cho hai cái cần hoa luôn cô chú anh chị này. Đấy cái hình này thì có tất cả là 3 cây như vậy đấy ạ. Một cái cây này hơi dập lá. Nhưng mà được cái là hơi vận chuyển trên rừng về nó hơi có dập một chút xíu. Đấy cô chú anh chị này. Rất là đẹp. Được cái cây này quá là đỉnh luôn cô chú anh chị ạ. Quá là to VIP đẹp luôn. Đó, cái hình này em xin phép bán là 100.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 100.000 cho hình này này. Đấy, cái cây quan trọng là cái cây này này. Quá đỉnh luôn. Cái lá rất là to. Sau hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này thì em có tất cả là 13 cây. Mà đặc biệt là những cây lá xếp rất là xinh. Hình này em bán với giá là 110.000 này. Hình số 14 ạ. Hình số 4 này 6 cây 100.000. 6 cây 100.000 nhá, cây to vừa phải rất là đẹp ạ. Và hình số 5 này. Chỗ này cũng là những cây rất là to, chỗ này có cây hai một cây một mẹ hai con. Đấy, 3 cây hai cây bên này rất là to nữa. Thì em bán với giá là 120.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo. Hình số 6 ạ, chỗ này 8 cây ạ, 110.000 cô chú anh chị nhá. Và sang hình số 7. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái hình số 7 đây. Hình số 7 này có 9 cây ạ. Căng mướt quá là đẹp luôn, hàng lá ngắn. Căng mướt cực đẹp luôn, 9 cây vừa vặn đẹp như này, 120.000. Sang hình tiếp theo là hình số 8 ạ. Là những cây mà
to và rất là đẹp luôn. Toàn những cặp đôi hàng lá xếp mướt mượt mượt như này. Hình này em bán 180.000 cho hình số 8 nhé. Và hình số 9. Hình số 9 thì phải nói là cực, rất là VIP luôn, cũng lâu lắm không có hàng VIP như này rồi. Hai cây lá xếp thẳng tắp luôn đây cô chú anh chị này. Hai cây xếp V cực đẹp ạ. Thêm hai cây bên này nữa cũng là hàng xếp lưng. Đấy, vừa rồi đã cho mình những cái bông hoa rất là đẹp luôn. Cái hình này em xin phép bán 150.000 ạ. À đâu? 160.000 chứ, cho hình này. Là hình số 9 160.000 là 4 cây rất là đẹp. Và hình số 10 chỗ này cũng 5 cây xinh lắm luôn ạ, tươi soi giói luôn. Vừa rồi cho rất là nhiều cây cho hoa đẹp luôn ạ. Đó, như cây này vừa rồi cho cái cần hoa rất là dài luôn này cô chú anh chị này. Cái hình này em bán 120.000 cho hình này nhá. Và sang bên này đây sẽ là quế lan hương, một cây lô quế trắng rừng Trường Sơn. Nói chung là cái tầm mùa này, mùa này thì cô chú anh chị mình ghép quế, nhìn cây quế thì nó sẽ có phần là hơi héo một chút nhé cô chú anh chị nhé. Quế trắng rừng Trường Sơn cô chú anh chị nhìn này, không khác gì quế Hòa Bình luôn nhé cô chú anh chị nhé. Nó trắng nuột nà, nó đẹp như thế này cơ mà cô chú anh chị, khác gì là trắng quế Hòa Bình đâu đúng không ạ. Đó, không khác gì quế Hòa Bình đấy, hoa nó trắng đẹp như thế này chứ không phải là hoa ngà vàng nhé cô chú anh chị nhé. Một cái mặt bông quế mà rất là đẹp, mà rất là đáng thưởng thức luôn cô chú anh chị ạ. Chuẩn quế rừng Trường Sơn đẹp như thế này. Em cũng không còn nhiều hàng đâu ạ. Và qua cái mùa hoa đi thì chắc là em cũng sẽ không bán. Cái mùa này đang là mùa hoa nên là cái mùa ghép rất là đẹp. Hình này em gọi là cái hình số 11 ạ. Một cái lô quế rừng Trường Sơn rất là đẹp như này. Nguyên một dề. Một phần này cô chú anh chị về ghép một cái giò thác đổ rất là đẹp luôn. Em bán 220.000 đi cho hình này nhá. Một cái lô như thế này quá rẻ bèo luôn cô chú anh chị ạ. Như là cái hàng tạp luôn đấy cô chú anh chị. Mà là quế lan hương hẳn hoi nhá. À thôi 220.000. Sao nói rồi thôi. Hình tiếp theo là hình 12, một cái lô này có 9 cây. 120.000 cô chú anh chị nhỉ? 120.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Em dám khẳng định là cô chú anh chị chắc chắn một điều là rất là khó để mà sưu tầm được những cây quế mà giá nó rẻ như thế này ở những nơi khác, em khẳng định luôn cô chú anh chị ạ. Hình này cũng là những cây lá rất là đẹp, mùa này thì cây lá nó mùa hanh khô ạ, kể cả mới hái ở rừng về thôi. Nó cũng nhìn đã rất là héo rồi nên là cô chú anh chị, nhưng mà cô chú anh chị về yên tâm nhé. Cái mùa này không có mùa nào đẹp hơn để cô chú anh chị trồng quế đâu ạ. 200.000 cho hình số 13. Đó. Và sang hình tiếp theo là hình số 14 này. Hình số 14 là toàn những cây lá xếp thôi, 7 cây cô chú anh chị ạ. 7 cây hàng lá xếp ở đây với giá 170.000. Đó, 170.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 15. Cả lô này có đến 10 cây luôn này cô chú anh chị này. 10 cây này cô chú anh chị về ghép một trụ hay là một trụ thì quá đẹp ạ. 140.000 thôi cô chú anh chị. Bèo bọt luôn như hàng tạp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình này có 4 đầu ngọn. Cô chú anh chị nhìn này, hai ngọn này cực kỳ là VIP luôn đúng không ạ? Thêm hai cái ngọn này nữa nó có phần hơi nhăn thôi nhưng mà cô chú anh chị về lên một chậu thì quá tuyệt vời. Em bán hình này với giá là 200.000 đi. Và sang hình tiếp theo là hình số 14. Cả một cái lô này có hình như đâu cũng 7-8 đầu ngọn gì đó. 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. 140.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 18, 15 cây tất cả luôn cô chú anh chị ạ. 15 cây. 15 cây xếp rất là xinh này, 170.000. Và sang hình số 19 ạ. 4 ngọn quế quá đẹp luôn cô chú anh chị này, 4 ngọn quế xếp quá đẹp ạ. Hình này em bán 220.000 đi nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này mới gọi là cái hình đỉnh này cô chú anh chị. Chất lá rất là dày, hoa trắng. Cái hàng này thì nếu như em nói là quế Hòa Bình thì không ai có thể nghi ngờ luôn cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Cái lá to mà lá ngắn dày cộp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp, nó là nguyên một dề cô chú anh chị ạ. Nguyên một cái dề quế này. Lá rất là dày luôn mà lá to, bản lá ngắn. Ít khi, hiếm khi mà có những cây quế lá nó đẹp như thế này lắm cô chú anh chị ạ. Giò quế này mà cô chú anh chị mà trồng lên ấy, không ai nói đây là cái quế không phải quế Hòa Bình luôn cô chú anh chị ạ, rất là đẹp. Cái rễ quế này em xin phép được bán là 350.000 nhá cô chú anh chị nhá. 350.000 cho cái hình quế này đấy ạ. Và sang hình tiếp theo ạ. Tiếp theo là cái hình một, cũng là một cái hình quế. Ôi, vài bông hoa nở thôi mà thơm nức nở luôn cô chú anh chị ạ. Hình này là cây mẹ con này cô chú anh chị này. Một cái phần mà có cây mẹ con hoa trắng rất là đẹp ạ. Hình này em gọi là cái hình số
hình số 21 ạ. Hình số 21 này em bán, xin phép bán nó với giá là 260.000 nhá. Và hình số 22 quá đẹp. Hàng này cô chú anh chị mà lên chậu ra tiền triệu luôn ấy, chứ không phải là tiền trăm đâu cô chú anh chị ạ. Thôi em bán 280.000 cho lô này nhá, rất là nhiều luôn. Sang tiếp theo là hình số 22, cũng toàn những cây xếp thẳng tắp thôi, bốn cây rất là to. Phần hơi héo, có phần hơi héo bởi vì cái mùa hanh khô. Hình này em xin phép được bán 250.000 ạ. Và sang hình số 23. Hình số 23 cái lô này thì cũng có 2 này, 4 5 đầu ngọn. 5 đầu ngọn này em bán 210.000. 210.000 quá là bèo bọt cho những hình quế luôn ạ. Sang tiếp theo sẽ là cái hình số hình châu Thái. Châu Thái thì cô chú anh chị biết rồi, đủ màu sắc luôn. Giá nếu như tính hàng cân thì không dưới 400.000 đâu cô chú anh chị ạ. Hàng đẹp như thế này. Cây này thì em cân trên dưới 0,4-0,5 kg nhé. Một cây châu rất là đẹp như này, bao nhiêu cặp lá của chú anh chị. To và rất là đẹp luôn, đảm bảo của chú anh chị. Mà sang chậu thì cây này quá VIP ạ. Đấy, hàng xếp rụt thẳng tắp rất là đẹp như này, các em bán 150.000. Tiếp theo 25 cũng không còn nhiều hàng đâu cô chú anh chị ạ. Để mà có được cây xếp rụt như thế này cũng rất là khó kiếm ạ. Cây 25 150.000 và cây 26 này 160.000. 150.000 đi. Và cây 27 150.000 này. Cây 28 cũng 150.000. Cây 29 là mới cây lá kẻ đấy ạ. Lá kẻ mà không hề lỗi, những cái lá còn lại không hề lỗi nhá, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Kẻ rất là rõ ở đây này. Đó, kẻ cả mặt trên cả mặt dưới nhá cô chú anh chị nhá. Cây này xin phép bán 400 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cây lá kẻ, một cái dòng mà hiện tại đang rất là hot trên thị trường ấy. Giá bình thường em thấy là người ta để tiền triệu luôn. Cây này tiếp theo là cây số 29 150.000 ạ. 150.000 và cây số 30 100.000, cây này thì bị mất một lá. Cây số 31 ạ, 150.000 cho cây này. Cây 32 150.000. Đó. Và cây số 33 cũng 150.000. Hãy cô chú anh chị lựa và chọn cái hình gọi là cô chú anh chị ưng ý nhá. Và sang hình tiếp theo 34. Một cái cặp đôi, hai cây châu to bự chảng luôn, châu rừng. Cặp đôi này bán 140.000 thôi ạ. Rẻ bèo bọt luôn. Sang hình 35 một cái chậu giáng hương đuôi cáo. Mà dân trồng bằng cái chậu nhựa, nhưng mà để trồng lâu quá nên là hiện tại cái chậu nhựa cũng có phần là hơi ọp ẹp rồi. Để cô chú ý sang chậu nhé, 120.000 thôi. Đó, vừa bán vừa biếu luôn cô chú ý chị ạ. Sang hình tiếp theo là hình số 36, chậu này 3 cây 90.000. Và chậu 37, một chậu 2 cây cáo này, 60.000. Và chậu số 38, chậu này 40.000 cô chú ý chị nhé. Vừa rồi cho cái bông hoa rất là đẹp luôn, cái này hơi cháy nắng một chút. Một cái lô hoàng thảo hương vani. Cây đã bắt đầu đi vào giai đoạn mùa thu, bắt đầu đi vào giai đoạn thu ngọn rồi đây. Một cái lô hương vani xanh mướt như thế này. Đó, em bán 90.000 cho cả một cái ôm này cô chú anh chị nhá. Về trồng phải được hai, ít nhất là hai giò. Cái phần phi điệp vàng này đang nụ này, đang lên mầm xanh mướt luôn đây cô chú anh chị. Đang nụ này, đang lên mầm xanh mướt, 40.000 luôn cho cái lô phi điệp vàng này đấy ạ. Ở đây thì em đang có những cái giò phi điệp vàng này, cô chú anh chị sưu tầm luôn. Cái giò này em gọi là giò số 1 nhá. Hai thân ạ, hai thân đang đều rất là nụ, rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị. Có thân dài cả mét rất là đẹp, hai thân này đều đang nụ nhá, 80.000 thôi ạ. Phi điệp vàng giò số 2 đây, cũng đang nụ. Cái giò này em bán với giá là cũng 120.000 đi cô chú anh chị. Và hình tiếp theo sẽ là hình số phi điệp vàng giò số 3. Cái chậu này 100.000 này, rất là nhiều thân đang có nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cắt lai a, dòng cắt một lá. À, cái bông hoa cực đẹp luôn, cái dòng này bông ngay từ cái thân thôi cô chú anh chị ngắm cũng đã thấy rất là đẹp rồi đúng không ạ? Cái dòng này hoa tím hồng rất là đẹp luôn nhé. Hoa một cái chậu cắt mà hàng thuần vườn như thế này. Hàng thuần vườn của Việt Nam chứ không phải hàng bốc ở Thái về đâu cô chú anh chị nhá. Giá chỉ 120.000 cho một chậu thôi ạ. Và bên này là cắt. À, đây là dòng cắt mini nhưng mà bông hoa sắc hoa cam lửa rất là đẹp này. Cực kỳ là dễ sống dễ chăm, với giá em bán ở đây là 190.000 cho một giò chứ. Duy nhất một cái chậu giáng hương tam bảo sắc, rất nhiều thân, khỏe khoắn về cô chú anh chị chỉ việc treo và chơi thôi. À, trồng ổn định, rất là khỏe đẹp như này. Em bán 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Phải vừa bán vừa tặng không ạ? 100.000 thôi. Cô chú anh chị có một cái giò tam bảo sắc rất là xinh như thế này rồi. Mật ong à, đây bên này đây em có những cái giò lana. Đen đỗ úc mắt đen ạ. Những cái siêu phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Những cái giò này mà sau này nở hoa thì phải nói là siêu phẩm luôn. Giò to khổng lồ luôn, hơn chục thân một giò, căng mướt đẹp như thế này.
Đó, cô chú anh chị nhìn cho em, siêu to khổng lồ như vậy, giá chỉ có 230.000 trong một giò thôi nhá. Một món quà hết sức tuyệt vời từ thiên nhiên đây ạ, mật ong khoái ạ, không còn nhiều cô chú anh chị nhá. Những cái tổ mật ong cuối mùa nó vàng ươm và đặc sánh trong vắt như thế này này. Cô chú anh chị mang về làm quà tặng, quà biếu thì không có gì quý hơn luôn ạ, dùng cho gia đình. Đó, nó phải nói là một cái món quà rất là tuyệt vời luôn. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Hàng này nói là hàng nguyên sáp nhưng mà sáp nó rất là ít thôi cô chú anh chị này. Đấy, đa số là mật nhá cô chú anh chị nhá, bởi vì là những cái sáp mà dân người ta cũng đã bỏ bớt sáp đi rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, hàng đảm bảo phải nói siêu chất lượng tuyệt vời luôn. Giá thì đảm bảo là chất lượng và rẻ, bởi vì đây là cái hàng mà dân bình thường người ta đi kiếm lan ấy, sau đấy là người ta kiếm thấy thì người ta lấy về cô chú anh chị. Đấy, giá thì cũng rất là phải chăng cô chú anh chị có thể sử dụng cho gia đình làm quà tặng quà biếu. Tiếp sang bên này đây thì em có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 trong kg. Hôm nay em đang về một cái lô rêu mới rất là đẹp luôn, 50.000 trong 1 kg mà được cực nhiều nhá. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. Và hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp. Atonic 12.000 trong một gói. B1 thái 40.000. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong một lọ. Xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 nhá. Đặc trị côn trùng với giá 7.000 trong một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 trong một lọ. Kin Kin Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong một lọ gói này. Chichorema phân bón vi sinh. Chichorema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một túi ạ. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 trong một túi 1 kg nhé. Đặc biệt phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng. Sản phẩm với giá 35.000 trong một túi ạ, 1 kg. Cái sản phẩm phải nói là cực hoàn hảo luôn. Bởi này em còn có thêm cái phân dê 4.000 trong một túi thôi cô chú anh chị nhé. Có chiều dài ở đây 20 cm và bên này thì em có phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm với giá 35.000 trong một lọ, 4.000 trong một lọ nhé. Sản phẩm tinh dầu hồi này thì có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí ạ. Và ngoài ra cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi người ta có thể cho vào món ăn để tạo cái hương vị cũng như là tạo độ ngọt cho cái món ăn và rất là tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? Cái tinh dầu hồi này thì nó mang rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe của chúng chị ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú chị mình tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có luôn ạ. Và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi nhé. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.